Tôi tới rồi đây. Rốt cuộc ở nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mặt đất lại rung chuyển thế kia? PC Man thầy Pháp, cuối cùng ông đã tới rồi. Mau, mau, cứu chúng tôi. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện này là sao? Mau nói rõ ràng đi. Còn chúa tể của chúng ta, ông ấy đâu rồi? Sao để nhiều PC Man chết thế này? Chúng tôi đang xây dựng lãnh địa ở đây, thì từ phía trung tâm đã xảy ra một vụ nổ rất lớn, khiến cho mọi thứ sập đổ, đè chết rất nhiều PC Man. Chúa tể và một số mấy anh em khác đã bị hút vào một cái lỗ hổng kỳ quái. Gì chứ? Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi sẽ tới trung tâm coi như thế nào. À, chết tiệt, thứ gì kia? Không lẽ chính là cái lỗ hổng kỳ quái mà PC Man hồi nãy đã nói với mình? Nó đâu rồi? Nó biến mất đâu rồi? Không lẽ một thế lực thần bí nào đó đang tách quái ở hành tinh PC Man này hay sao? Khốn kiếp thật. Nhưng mà bây giờ phải làm cách nào để đến chỗ chúa tể tay tành PC Man của mình đây? Hả? À, như thế này. Đây là đâu vậy? Ngon quá, mau xé xác bọn chúng đi. Lại có thêm một kẻ mới rơi vào, tiếp tục ăn thịt đau. Chết tiệt, lũ quái quỷ gì đây? Sao trông gớm ghiếc thế này? Khốn kiếp, mau tránh xa ta ra. Nếu người thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ thật lòng trả lời. Bọn ta là những con ma mượn xác, bọn ta đã đói khát mấy năm rồi. Hãy lại đây cho bọn ta ăn thịt đi. Khốn kiếp, thì ra là lũ ma mượn xác. Để ta nói cho các ngươi biết ta là ai. Ta chính là một PC thầy Pháp. Chị ma chính là công việc chính của ta. Cái gì? Một PC man thầy Pháp à? Là thứ gì chứ? Bọn tao không quan tâm. Bọn tao sẽ nghiền nát mày, nuốt đầu mày. Hả? Đúng là một lũ nông cạn. Ta khác với những PC man khác. Từ nhỏ ta đã lên núi ẩn tu, học pháp thuật. Bây giờ ta đã đủ trưởng thành, nhanh chóng xuống núi quay về quê hương thì gặp các ngươi đang náo loạn thế này. Chết đi lũ khốn. Là cậu ở PC Man thầy Pháp. Cuối cùng cậu cũng đã tới đây. Làm tâm mẹ, cậu còn sống mà. Cứ yên tâm, tôi đã giết sạch bọn chúng rồi. Tôi sẽ tìm cách đưa mọi người quay về thế giới PC Man của chúng ta. Nhưng khoan, chúa tể đâu rồi? Chưa đâu. Lũ ở đây chỉ là bọn rác rưởi mà thôi. Nhưng con ác quỷ thật thụ đã bắt chúa tể của chúng ta đi rồi. Chết tiệt, rốt cuộc bọn chúng là loài nào? Tại sao bọn chúng lại tấn công loài PC Man của chúng ta? Tôi không biết. Nhưng khi bọn chúng xuất hiện, khói đen mù mịt, cơ thể bọn chúng thối rữa, phát ra mùi hôi không chịu nổi. Bọn chúng đã bắt lấy chúa tể. Em loài của chúng ta phải phục tùng, nghe theo lệnh của bọn chúng. Hồn kiếp, giờ chúa tể chúng ta đang ở đâu? Tôi sẽ đi cứu ông ấy. Phía mặt trời lặn. Nhưng mà chúa tể của chúng ta đã cảm nhận chuyện chẳng lành, nên lúc bị bắt, ông ấy đã phân tách sức mạnh ra làm hai, đưa tôi giữ một nửa để tránh kẻ xấu cướp lấy sức mạnh hoàn toàn của ông ấy. Bây giờ cậu đã tới đây, cậu là tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Hãy nhận lấy sức mạnh của chúa tể đi. Khoan đã. Hey. Gì thế này? Người của cậu vừa to lớn mà vừa sặc sỡ nữa. Đẹp quá, đẹp quá. Làm tâm mệt. Chết tiệt. Được rồi, tôi phải cứu bằng được chúa tể của chúng ta. Ta không bao giờ để loại PC Man của ta phục tùng dưới trướng lũ ác quỷ các ngươi đâu. Mẹ kiếp mày, thật cứng đầu. Vậy thì tao sẽ giết chết mày, xé xác mày, hút lấy sức mạnh của mày. Thật đáng tiếc cho các ngươi, sức mạnh ta không còn bao nhiêu nữa rồi. Lũ khốn kiếp, thì ra các ngươi ở đây, mau dừng lại, tránh xa chúa tể ta ra. Sao lại xuất hiện một tên tai tành PC Man còn sống thế này? Người của hắn cũng lấp lánh nữa chứ. Gì thế này? Là những cái xác thối rữa của bọn tai tành Real Man. Không lẽ lũ ác quỷ các ngươi đã chiếm đoạt lấy những cái xác này để làm loạn? Ờ,
Ngươi cũng thật là lanh mắt đó nhỉ. Không sai, bọn người ta đã từng nhập xác rất nhiều cơ thể, nhưng chưa có cơ thể nào mạnh như thế này. Do vậy, bọn ta muốn thành lập ra đội quân thống trị muôn loài khác. Đừng, đừng nghe bọn chúng nói nhiều. Mau chạy đi tay tình bên xe bên kia, đừng cứu tôi. Chúa ta, ngài cứ yên tâm đi. Tôi chính là BC Man thầy pháp trước đây. Nhờ sức mạnh của ngài, tôi đã biến thành một pháp sư tái tạch BC Man rồi. Diệt trừ ma quỷ chính là công việc chính của tôi. Một BC Man pháp sư à? Lần đầu tiên ta nghe thấy đó. Liệu một mình ngươi có thể chống lại binh đoàn của ta hay không? Tiến lên nào anh em, xé xác thứ này, hút sức mạnh của nó, rồi giết chết chúa tể của nó. Cậu pháp sư tái tạch BC Man, từ khỏi đèn đó sẽ hút sức mạnh của cậu, mau thoát ra ngoài đi. À, chết tiệt tớt. Được rồi. Mẹ kiếp mày, mày cũng thật lanh lẹ đó. Mày không thoát được bọn tao đâu. Anh em tiếp tục phủ khói đen nào. Lũ khốn kiếp, tao đã biết được nhược điểm của các ngươi rồi. Khói đèn chính là sức mạnh, ta chỉ cần không ở trong đó, các ngươi sẽ không làm gì được ta. Hãy mau ra ánh sáng này đi, ta sẽ tiêu diệt ngược lại các ngươi. Không thể nào, không thể nào. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Pháp sư BC Man, không vũ công trước đây, cậu rời bỏ chúng tôi để một mình lên núi học phép thuật. Chúa ta, ông không sao chứ? Được rồi, tôi sẽ cấp tốc đưa ông cùng với những anh em khác thoát khỏi nơi quái quỷ này, trở về nhà của chúng ta. Khoan đã, mặc dù cậu đã giết hết lũ khốn kiếp ở đây, nhưng bọn chúng vẫn còn một chúa tể. Từ chúa tể đó là một con ác quỷ mạnh thật sự. Nó đã chiếm đoạt lấy xác của Super Titan Realman vô cùng to lớn. Hiện tại nó không ở nơi đây, mà đã đi khai sáng thế giới của những Skimini Man khác để ép bắt lấy họ làm nô lệ. Gì chứ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ có cậu mới tiêu diệt được thứ đó. Nào, lại đây, tôi còn một phần sức mạnh còn lại, cậu hãy hút luôn đi, rồi cậu sẽ trở thành một thực thể khổng lồ BC Man. Lúc đó cậu có thể tiêu diệt được thứ xấu xa kia, rồi thay thế tôi dẫn dắt lời BC Man. Không được, tôi không thể. Tôi đã già rồi, à vậy không có con cái gì cả. Cậu là một tinh anh trong loài của chúng ta, ngoài cậu ra không ai xứng đáng cả. Mau làm đi. Chết tiệt, tôi xin lỗi ngài. Ta chỉ quyết phải giết chết được ngươi, tên đại ác quỷ Liêu Bên kia. Cái gì? Chúng mày có chết cũng không phục tùng với chứa của tao à? Vậy thì tao sẽ tiễn chúng mày về gặp ông bà của chúng mày. Chết đi. Dừng lại, thứ ác quỷ khốn kiếp chiếm đoạt cơ thể của chúa tể tại tỉnh Liêu Bên kia. Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy ngươi suốt mấy tháng nay rồi. Chết tiệt. Cái gì thế này? Là một thứ BC Man siêu khổng lồ à? Còn có cánh nữa. Người rốt cuộc là kẻ nào dám xen vào chuyện của ta? Người quên rồi à? Người và lũ thuộc hạ khốn kiếp của mình đã tạo ra lỗ hổng xuyên tới thế giới của bọn ta, bắt lấy chúa tể BC Man của ta. Ta là một thần dân trong đó, nhưng được chúa tể ta hy sinh để ta biến thành thế này. Bây giờ ta chính là thiên sứ bắt ma tái thành BC Man. Cái gì? Thiên sứ bắt ma? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đó. Nó thật là kỳ cục quá mắt người. Người nghĩ người có thể đụng tới ta được hay sao? Ta là một con đại ác quỷ, đã vậy ta đã chiếm lấy cơ thể của Super Titan Realman này nữa, không có gì có thể địch lấy ta. Được rồi, người muốn nộp mạng thì ta sẽ cho người chết. Ta sẽ khoan lũng cơ thể người, hút lấy toàn bộ sức mạnh của người để cường hóa năng lực của ta. Chịu chết đi. Ngươi mới là kẻ khinh thường ta đó. Nếu ta là một BC Man tầm thường thì ngươi có thể nói câu đó. Nhưng trước đây ta từng lên núi học đạo, học cách sử dụng phép thuật để bắt loài ma quỷ các ngươi.
Lời ma quỷ các ngươi đối với ta không có gì khó. Đã vậy ta đã trở thành một thiên sứ bắt ma thì càng dễ dàng đối với ta. Mẹ kiếp, ngươi nói gì? Ngươi từng lên núi học đạo để diệt trừ ma quái à? Không, không, ta sẽ không sợ ngươi đâu. Đồ ngu ngốc, trên đời này luôn có tương sinh tương khắc. Ác quỷ các ngươi sinh ra đời thì sẽ có những pháp sư thiên sứ như ta tồn tại.